Niềm tin ánh sáng. Niềm tin ánh sáng. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Niềm tin ánh sáng trên kênh Giao thông Quốc gia, sóng FM tần số 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng đến với buổi tọa đàm với chủ đề 60 năm người khiếm thị thực hiện lời dạy, tàn nhưng không phế. Tiếp theo chương trình là những chia sẻ của anh Hoàng Mạnh Cường, Chủ tịch Hội Người Mù huyện Đông Anh về những hình thức và biện pháp cụ thể của các cấp hội người mù và người khiếm thị trong phong trào làm theo lời Bác dạy. Cuối chương trình, chúng tôi giới thiệu tới quý vị và các bạn Nghị lực vượt qua bóng tối số phận của Phạm Thị Huế, sinh viên năm cuối Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Và bây giờ, mời quý vị cùng nghe nội dung chi tiết. Quý vị và các bạn thân mến, nhân kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1990, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2015, ngày 12 tháng 5 vừa qua, Hội Người Mù các đơn vị Đông Anh, Gia Lâm, Mê Linh, Long Biên và Sóc Sơn đã cùng phối hợp tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề 60 năm người khiếm thị thực hiện lời dạy, tàn nhưng không phế. Với 10 bản báo cáo tham luận được trình bày tại buổi tọa đàm đã nêu bật ý nghĩa nhân văn lời dạy, tàn nhưng không phế của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu dành cho người khiếm thị, đồng thời khẳng định lời dạy sâu sắc của người là động lực, là mục tiêu để trong những năm qua, người khiếm thị vươn lên vượt qua những khó khăn của bản thân. Các bản báo cáo tham luận cũng khẳng định rõ trong nhiều năm qua, các cấp hội người mù đã có nhiều chương trình cụ thể để hiện thực hóa lời dạy của Bác. Bị thương, hỏng cả hai mắt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, lời dạy tàn nhưng không phế của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa ông Phạm Văn Phiên trở lại với cuộc sống bình thường. Không những thế, ông còn trở thành người cán bộ hội gương mẫu, nhiều năm đóng góp sức lực của mình cho tổ chức hội và những người đồng cảnh. Ông Phạm Văn Phiên chia sẻ. Trong suốt thời gian công tác, lời dạy của Bác tàn nhưng không phế luôn luôn đồng hành với tôi trong cuộc sống, trong những công việc hoạt động của đoàn thể hội cũng như là công việc của gia đình. Tôi luôn luôn trau dồi giữ vững cái lời dạy của Bác. Lời nói của Bác như một kim chỉ nam chỉ cho những người thương binh nói riêng, những người khuyết tật nói chung là luôn đồng hành sự nghiệp cuộc sống của mình. Nó là một liều thuốc bổ và luôn luôn nhắc nhở chúng ta có một nghị lực, có một động lực sống để phục vụ bản thân, phục vụ gia đình, phục vụ cho xã hội ngày càng tốt hơn. Là một hội viên trẻ, Lương Hải Yến đến từ Hội Người Mù Long Biên luôn coi lời dạy của Bác là động lực phấn đấu cho bản thân. Theo Yến thì, việc thường xuyên nỗ lực rèn luyện và thực hiện theo lời Bác dạy cũng chính là cách tốt nhất để chứng minh cho mọi người thấy về khả năng của những người khiếm thị. Tôi luôn lấy cái lời dạy của Bác là một cái mục tiêu để mình phấn đấu trong tất cả mọi việc, từ những việc nhỏ nhất như là rèn luyện các cái kỹ năng hoặc là học tập vượt qua những cái khó khăn, nhiều khi là vượt qua những cái mặc cảm của bản thân để mà vươn lên trong cuộc sống. Tôi nghĩ rằng là đối với tất cả những hội viên khiếm thị thì đều nên cố gắng để thực hiện. Và khi đã thực hiện được cái lời dạy của Bác, tất cả sẽ có được những cái thành công, và thành công lớn nhất có lẽ chính là khẳng định chính mình và khiến cho những người sáng mắt hiểu được rằng là người khiếm thị tuy rằng không còn ánh sáng nhưng vẫn có thể làm được rất nhiều việc như người bình thường. Để tuyên truyền và đẩy mạnh việc phấn đấu và rèn luyện theo lời dạy của Bác, theo anh Hà Mạnh Hưng, Chủ tịch Hội Người Mù quận Long Biên, thời gian tới hội sẽ tiếp tục triển khai thực hiện phong trào học và làm theo tấm gương của Bác bằng những hoạt động thiết thực, anh Hưng cho biết. Trong thời gian tới, để đáp ứng được với công việc, nhiệm vụ của hội, cũng như là để câu nói thực hiện tốt hơn nữa, cái câu nói tàn nhưng không phế của Bác trong toàn thể cán bộ viên, thì quận hội chúng tôi tiếp tục phối hợp với nhất là ban tuyên giáo quận ủy, thứ hai là các cơ quan thông tin, báo đài, tổ chức tuyên truyền, nêu những tấm gương thực hiện tốt trong các cuộc vận động, học tập và làm theo tấm gương của Bác, cũng như là trong các cái phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất, để làm sao đó ngày càng có nhiều
tấm gương thực hiện tốt cái lời Bác dạy, tàn nhưng không phế, để cùng vươn lên và đóng góp cái công sức của mình vào xây dựng quận cũng như là thành phố. Quý vị và các bạn thân mến, nhân dịp giao thừa Tết Bính Thân 1956, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tới thăm các thương binh khiếm thị. Trong cuộc gặp mặt ý nghĩa đó, người đã căn dặn các chú là những thương binh tàn nhưng không phế. Gần 60 năm kể từ sự kiện đầy ý nghĩa đó, lời dạy tàn nhưng không phế của Bác Hồ kính yêu đã trở thành động lực để người khiếm thị rèn luyện, vươn lên và vượt qua những khó khăn. Nhân buổi tọa đàm 60 năm người khiếm thị làm theo lời dạy tàn nhưng không phế, chương trình Niềm tin ánh sáng đã có cuộc trao đổi với anh Hoàng Mạnh Cường, Chủ tịch Hội Người mù huyện Đông Anh, để giúp quý vị hiểu hơn về ý nghĩa nhân văn trong lời dạy của Bác, cũng như những hình thức và biện pháp cụ thể của các cấp hội người mù và người khiếm thị trong phong trào làm theo lời Bác dạy. Trước tiên, xin cảm ơn anh Hoàng Mạnh Cường đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Thưa anh, vì sao các đơn vị trong cụm thi đua lại quyết định lựa chọn nội dung tọa đàm về lời dạy tàn nhưng không phế của Bác trong dịp kỷ niệm 125 năm ngày sinh nhật của người năm nay ạ? Bác Hồ với cái lời dạy tàn nhưng không phế, ở đây có thể được coi là một cái xương sống, một cái ngọn cờ dẫn lối cho hoạt động của tổ chức hội và cho cái sự vươn lên mạnh mẽ của người khiếm thị trong suốt mấy chục năm qua. Khi mà tổ chức cái hội nghị tọa đàm này, chúng tôi cũng mong muốn thông qua các cái tham luận của các đơn vị cũng để đánh giá được cái hoạt động của từng đơn vị với cái hiệu quả từ cái việc thực hiện lời dạy của Bác tàn không phế đối với các tập thể đặc thù của từng đơn vị cũng như là đối với các cá nhân người mù trong cụm trong việc cụ thể hóa lời dạy của Bác. Vâng, từ lời dạy tàn nhưng không phế của Chủ tịch Hồ Chí Minh thì trong những năm qua, lời dạy này của người đã có tác động như thế nào đến phong trào hoạt động của các cấp hội cũng như sự nỗ lực của cá nhân, những người khiếm thị ạ? Kể từ khi mà tổ chức hội được thành lập thì luôn luôn lấy cái lời dạy của Bác làm cái kim chỉ nam trong hoạt động của mình. Trong suốt nhiều năm qua, việc cụ thể hóa lời dạy của Bác đã được thể hiện qua hầu hết các hoạt động của tổ chức hội. Từ cái việc mà đưa người mù ra khỏi bốn bức tường của bóng đêm, hướng người mù đến những cái hoạt động đặc thù của tổ chức, cũng như là hướng người mù đến các cái hoạt động chung của cộng đồng. Đặc biệt khi mà Hội Người mù thành phố Hà Nội phát động cái cuộc vận động hai vượt bốn rèn năm phấn đấu, thì từng cái tiêu chí của cuộc vận động chúng ta có thể tìm thấy những cái bóng dáng lời dạy của Bác trong từng cái tiêu chí, từ rèn thể lực, rèn trí lực, rèn phong cách, rèn kỹ năng. Thì hàng năm các đơn vị đều tổ chức việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh với cái chủ đề của từng năm. Với những cái hoạt động cụ thể đó thì hội viên người mù hiểu thêm được về con người Hồ Chí Minh, nhân cách Hồ Chí Minh, về những cái hoạt động của người cũng như là về phong cách sống, phong cách ứng xử của người, để từ đó có thể là áp dụng vào cuộc sống. Thông qua tất cả những cái hoạt động này đã làm cho hình ảnh của tổ chức hội ngày càng có cái ảnh hưởng tốt hơn trong đời sống xã hội. Người khiếm thị qua cái việc thực hiện lời dạy của Bác cũng dần dần hoàn thiện mình tốt hơn trong đời sống, trong công việc, trong học tập, trong sinh hoạt, trong hôn nhân, trong hạnh phúc gia đình, và ngày càng hòa nhập sâu hơn vào đời sống xã hội. Đối với các cá nhân và tập thể thực hiện tốt lời dạy của người, trong những năm qua thì tổ chức hội đã có những hình thức như thế nào để động viên, khen thưởng kịp thời, cũng như nhân rộng các điển hình tiên tiến, thưa anh? Trong năm 2015 cũng đã tổ chức cái hội nghị tổng kết 5 năm phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2015. Nói đến phong trào thi đua yêu nước thì chúng ta thấy rằng Bác Hồ chính là người khởi xướng phong trào thi đua yêu nước đối với toàn dân. Và đối với tổ chức hội thì cái việc phát động các cái phong trào thi đua gắn với những nhiệm vụ đặc thù cũng như là bám sát vào các cái hoạt động của địa phương, nó có một cái tác động rất là tích cực đối với lại cái việc nhận thức cũng như là thúc đẩy cái nỗ lực phấn đấu vươn lên của người mù thông qua các cái hoạt động, các cái tiêu chí cụ thể theo từng giai đoạn, từng năm, từng đợt. Hội người mù cũng đã có những cái hình thức khen thưởng, động viên rất là kịp thời
đối với lại hội viên người mù, để từ đó hội viên người mù cố gắng hơn, nêu bật cái tính nêu gương, để từ đó lấy cái hạt nhân làm căn bản để nhân rộng phong trào thi đua. Trong cái phong trào thi đua này thì cũng đã biểu dương được rất là nhiều người mù trong nhiều lĩnh vực khác nhau, ví dụ như là lĩnh vực học tập, lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, thể thao, về lĩnh vực tìm kiếm việc làm, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, vân vân. Tất cả những cái sự nêu gương và những cái động viên của hội lấy cái hạn với cái vai trò là lấy những cái cá nhân người mù làm hạt nhân trung tâm, ngày càng có những cái tác động thúc đẩy hoạt động rất là tốt đối với đông đảo người khiếm thị. Vậy trong tương lai, để phát huy lời dạy tàn nhưng không phế và để phổ biến sâu rộng và có hiệu quả hơn nữa lời dạy ý nghĩa này đến với những người khiếm thị, thì chúng ta cần tập trung vào giải pháp gì thưa anh? Theo tôi thì cái việc mà tổ chức các cái hội thảo, các cái tọa đàm để cán bộ hội viên thông qua những cái hoạt động này hiểu thêm được cái ý nghĩa của cái lời dạy của Bác tàn nhưng không phế, đồng thời cũng qua đó cũng được biết thêm nhiều hoạt động, không những là chỉ bó hẹp trong đơn vị mình mà còn mở rộng ra các đơn vị khác. Từ đó người khiếm thị cũng đã được biết đến nhiều tấm gương của những người đồng tật, để từ đó có cái định hướng phấn đấu tốt hơn. Thì tôi nghĩ là cái hoạt động hội thảo và các hoạt động tọa đàm này nó là một cái công cụ truyền thông rất là tốt, cần được phát huy nhiều hơn nữa. Một lần nữa xin cảm ơn anh Hoàng Mạnh Cường. Thưa quý thính giả, dẫu mất đi nguồn sáng từ đôi mắt, nhưng Phạm Thị Huế vẫn quyết tâm đi tiếp trên con đường học tập của mình. Bằng nghị lực phi thường, cô gái quê Bắc Ninh này sắp tốt nghiệp trường Đại học Bách khoa Hà Nội chuyên ngành tiếng Anh với điểm trung bình tích lũy của 4 năm đều đạt loại giỏi. Trong chuyên mục Nghị lực sống ngày hôm nay, chúng tôi giới thiệu tới quý vị và các bạn nghị lực vượt qua bóng tối số phận của cô sinh viên Phạm Thị Huế qua phóng sự của cộng tác viên Mai Anh. Giọng nói nhanh và khó nghe khi phát ra mỗi lần Phạm Thị Huế gõ vào bàn phím máy tính đã trở thành âm thanh không thể thiếu trong quá trình học tập của cô sinh viên ở Viện Ngoại ngữ, trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Sinh ra đã mang căn bệnh thoái hóa sắc tố võng mạc, nên đến năm 13 tuổi, thế giới xung quanh Huế chỉ là một màn đêm lạnh lẽo. Mặc dù vậy, suy nghĩ sống lạc quan yêu đời luôn ngập tràn trong tâm hồn, khiến cho Huế ít còn thời gian để buồn phiền, khổ đau. Và khi có thể đi học như bao bạn bè đồng trang lứa, cuộc sống trong bóng tối của cô gái nhỏ đã trở nên lung linh sắc màu. Tôi không nhìn thấy, cảm thấy không sốc lắm vì mình đã chuẩn bị tinh thần trước rồi. Thì chỉ có điều là cảm thấy hơi hụt hẫng vì không được đi học nữa. Nhưng sau đó thì tìm hiểu có những trường như là trường Nguyễn Đình Chiểu, được đi học cùng các bạn, hòa nhập với lại mọi người, lại thấy vui vẻ trở lại. Sau khi học xong trường Nguyễn Đình Chiểu, Huế thi đỗ vào trường Trung học Phổ thông Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội và liên tiếp 3 năm đạt danh hiệu học sinh giỏi. Với chính sách xét tuyển thẳng vào đại học dành cho sinh viên khuyết tật nặng, có kết quả học tập xuất sắc, trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã mở rộng vòng tay với Huế. Nhận được giấy báo trúng tuyển đại học, niềm hạnh phúc như vỡ òa. Dù vô cùng hạnh phúc, nhưng Huế luôn ý thức được những khó khăn mà em sẽ phải đối mặt trong chặng đường tới. Cứ nghĩ rằng là mình cứ cố gắng với sự hỗ trợ của cộng đồng thì chắc chắn là những cái khó khăn đấy sẽ dần dần khắc phục được. Chọn học chuyên ngành tiếng Anh tại Viện Ngoại ngữ của trường Đại học Bách khoa Hà Nội, chiếc máy ghi âm là vật dụng không thể thiếu giúp Huế ghi lại lời giảng của thầy cô. Với môn học bằng tiếng Việt thì không sao, nhưng những môn liên quan đến tiếng Anh đòi hỏi Huế phải mất nhiều công sức hơn các bạn. Trên lớp, vừa nghe cô giảng vừa ghi âm để tối về nhà, Huế phải nghe lại bài giảng và đánh vào máy vi tính. Mỗi đêm khuya, những tiếng gõ lạch cạch, tiếng máy nói hay tiếng Huế luyện phát âm vẫn vang lên trong căn phòng ký túc chật hẹp. Với những từ mới, Huế phải tập trung nghe kỹ phiên âm, rồi mày mò lên mạng tìm cách viết, tiếp thu hết kiến thức trên lớp đã vất vả, nhưng còn vấn đề khác khiến Huế bận tâm và lo lắng hơn nhiều. Các thầy cô trường Bách khoa cũng giúp đỡ bằng cách là gửi file mềm. Đối với những cái loại sách mà không có file mềm là tôi phải đi chụp lại xong rồi scan lên máy chuyển sang file Word, hoặc là nhờ người gõ lại vào bản Word. Nhiều khi thì mọi người cũng bận không nhờ được, cũng cảm thấy rất là căng thẳng và sợ vì không có sách thì sẽ không theo kịp. Chưa hết áp lực học hành, đã đến áp lực thi cử. Với sinh viên sáng mắt có thể nhìn bao quát, lựa chọn những ý chính để làm bài kiểm tra, nhưng do mất đi thị giác nên Huế phải nhận đề thi qua file mềm của thầy cô, dùng phần mềm đọc màn hình để nghe từ đầu đến cuối văn bản, có chỗ phải nghe kỹ từng ký tự mới hiểu.
Dù thiệt thòi nhiều khi mất đi nguồn sáng từ đôi mắt, nhưng với sự cố gắng không mệt mỏi, cần cù chịu khó học tập nên kết quả các môn thi của em đều rất tốt và hầu hết các kỳ học em đều được nhận học bổng của trường. Cô Nguyễn Kim Chi, Phó Viện trưởng Viện Ngoại ngữ Đại học Bách khoa Hà Nội đánh giá khả năng của sinh viên Phạm Thị Huế. Em Huế tiếp thu rất là nhanh, chuyên cần lắng nghe cô giáo giảng bài. Quá trình thi phải làm trong một cái thời gian nhất định, cho nên là em Huế đã phải nỗ lực rất lớn để có thể hoàn thành được bài kiểm tra với một cái kết quả cao. Từ Bắc Ninh lên Hà Nội học tập, phải sống xa gia đình và gặp nhiều khó khăn, nhưng niềm vui luôn đong đầy trong tim Huế khi có được những người bạn tốt. Trong 4 năm học, dẫu trời mưa to, ngập đường hay nắng chói chang, thì hình ảnh hai cô gái không đi ngang hàng, người sau bám khuỷu tay người trước, vừa đi vừa cười nói ríu rít đã trở nên quen thuộc với mọi người. Trịnh Hồng Nhật, cô bạn thân luôn theo sát mỗi bước đi của Huế, chia sẻ: có một người bạn như Huế, người chỉ biết nắng qua cảm nhận và mưa qua đôi tai, đã tạo động lực mạnh mẽ giúp em học tập tốt hơn. Bạn Huế thì đã không chỉ theo kịp bạn bè mà còn đạt kết quả tốt hơn so với bạn cùng lớp. Cảm thấy rất là khâm phục và cũng là một tấm gương sáng. Nhìn vào đấy mình cảm thấy bản thân phải cố gắng hơn, chăm chỉ hơn. Sống hòa đồng và luôn muốn giúp đỡ mọi người nên ngoài chăm chỉ học hành, Huế còn hỗ trợ những người đồng cảnh nâng cao khả năng ngoại ngữ để cùng nhau vươn tới một cuộc sống tươi đẹp hơn. Anh Nguyễn Năng Bính cùng Hội Người Mù tỉnh Bắc Ninh với Huế cho biết: người mù thì nếu học được ngoại ngữ có cái cơ hội xin việc làm rất là lớn, vì thế mà bạn ấy luôn sẵn sàng giúp đỡ những người trong hội. Tôi thật ấn tượng với câu nói mà Huế chia sẻ trước lúc chia tay: cuộc sống không bao giờ có ngõ cụt, nó chỉ tồn tại những ranh giới cần nghị lực để vượt qua. Đó là lý tưởng sống soi sáng con đường đầy bóng tối của cô sinh viên kém may mắn này. Không chỉ học giỏi tiếng Anh mà môn tiếng Nhật Huế cũng đạt điểm A+. Chắc chắn sau khi ra trường, với khả năng giỏi hai ngoại ngữ, sinh viên khiếm thị Phạm Thị Huế sẽ thực hiện được ước mơ trở thành biên dịch viên của mình. Quý thính giả thân mến, chương trình Niềm Tin Ánh Sáng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Những người làm chương trình rất mong tiếp tục nhận được sự cộng tác và đóng góp của quý thính giả. Thư và bài viết quý vị có thể gửi tới chương trình theo địa chỉ: chương trình Niềm Tin Ánh Sáng, kênh Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam, tầng 10, số 58 Quán Sứ Hà Nội, hoặc thư điện tử niemtinanhsang@gmail.com. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.